Vâng ạ, bà Linh từ chương trình thì Minh Tuyết muốn có một tiết mục rất đặc biệt. Bản thân Minh Tuyết rất là hồi hộp bởi vì tiết mục này bị gọi là bắt cóc bỏ vỏ đó. Lam Trường không báo cho Tuyết biết, không có tập dượt, không có cái gì hết. Nhưng mà để coi thử coi nó sẽ ra như thế nào và quý vị sẽ yêu thích như thế nào, thì Minh Tuyết tạm giấu tên, giới thiệu cái người mà sẽ hát chung cái tiết mục này với Minh Tuyết. Xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục sau đây, bài hát được mang tên Thôi Anh Hãy Về. Thôi anh hãy về, hồi riêng mình nhạt nhòa. Một trang bát tay thì lát cho Hồng Ngọc. Thôi anh cứ đi, để em lại một mình trong xót xa. Buồn hoa mau, bóng tôi vây quanh mùa khơi. Ngồi ôm thương nhớ, nghe con tim anh lạnh giá. Em đâu có ngờ, môi duyên mình nhạt nhòa như khói mây. Xoay trong bão giông, ngỡ duyên mình tuồng đời chắp cánh bay. Cơn mưa đêm xóa hết nỗi đau chìm nghiêng. Thôi em nhé, ta chia tay nhau từ đây. Đêm đang thở dài, tình chắc chắn nay xa thật rồi. Biết không người, dòng lệ trào trên mắt. Chân vui khi có nhau, đến bây giờ còn bước em cô đơn lạc loài. Thôi anh hãy về, cứ yên lòng rồi giông tố sẽ qua. Em mong tháng năm sẽ trôi vùi những nỗi niềm khó quên. Chờ cơn mưa đến xóa hết nỗi đau chìm. Thôi anh nhé, ta chia tay nhau từ đây. Mới đây mà đã bỏ tôi đi rồi. Cơn mưa đến xóa hết nỗi đau chìm miên. Thôi em nhé, đã chia tay nhau từ đây. Nghe đêm đến thở dài, tình trót trao nay xa thật rồi. Biết không người, giọng lệ trao rơi mắt em. Mỗi duyên mình tựa như trên lá khô. Xoay trong bão giông, ngỡ duyên mình tới trong cánh bay. Chờ cơn mưa đến xóa hết nỗi đau chiến miên. Thôi anh nhé, ta chia tay nhau từ
anh vậy với em? Sao anh nỡ đi theo con nhỏ áo xanh mà anh bỏ con nhỏ áo đỏ? Trời đất ơi, hôm nay em cũng cố gắng diêm vúa đỏ như anh mà anh không chọn em là sao? Hả Lam Trường, 10 năm trước anh không chọn em mà 10 năm sau anh cũng không chọn luôn. Cảm ơn tất cả quý vị, các anh chị và các bạn. Thực ra tiết mục vừa rồi là một tiết mục rất là ngẫu nhiên, Ngọc và Trường cùng với Minh Tuyết gửi đến quý vị. Thực ra thì hôm nay là live show của anh Trường và Ngọc là một người khách mời trong đêm nay. Thực ra Ngọc với anh Trường là những người bạn rất là thân thiết với nhau. Cảm ơn anh đã cho Ngọc ngày hôm nay đứng đây với anh. Thực ra 10 năm trước thì Ngọc lại được hát bè cho anh trong live show của anh. Và lúc đó Ngọc rất là thần tượng và yêu thương anh. Đến bây giờ cũng anh vẫn mãi là thần tượng trong lòng Ngọc. Thực ra thì hồi xưa thì anh Trường làm cho em rúng động dữ lắm. Anh ấy lúc đó hơi ốm một chút.